Kỷ niệm 80 năm ngày mất của liệt sĩ Tô Hiệu, mùng 7 tháng 3 1944, mùng 7 tháng 3 2024, chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí để thấy rõ hơn những phẩm chất cao quý, tinh thần của người cộng sản kiên trung vẫn mãi người sáng đến hôm nay và mai sau. Đồng chí Tô Hiệu sinh năm 1912 trong một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống khoa bảng yêu nước tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Phát huy truyền thống của gia đình và quê hương, đồng chí tham gia cách mạng khi mới 14 tuổi, bị thực dân Pháp bắt và đi đầy côn đảo lúc 18 tuổi. Cuối năm 1934, đồng chí bị thực dân Pháp quản thúc tại địa phương. Cuối năm 1936, đồng chí Tô Hiệu cùng những người cộng sản kiên trung thành lập ra xứ ủy Bắc Kỳ tại Hà Nội. Cuối năm 1939, đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Hải Phòng và đẩy đi nhà tù Sơn La. Tại đây, đồng chí Tô Hiệu được bầu là bí thư chi bộ. Đồng chí cùng chi ủy nhà tù kiên cường đấu tranh, giữ vững khí tiết cách mạng, biến nhà tù thành trường học, đào tạo nhiều cán bộ cho đảng, cho cách mạng. Quá trình hoạt động của đồng chí Tô Hiệu tại Sơn La, tôi cho rằng là một gương điển hình về công tác dân vận của đảng. Đó là các đồng chí bị đày lên nhà ngục Sơn La không biết tiếng dân tộc thiểu số tại đây. Thế mà các đồng chí đã vận động, cảm hóa các đồng chí ở ngoài nhà tù trở thành cơ sở cách mạng. Tôi đã đi đính cho Pháp, trở thành cai coi tù ở nhà tù Sơn La, được đồng chí Tô Hiệu trực tiếp giác ngộ cho tôi, dạy chữ Pháp tiếng Pháp và truyền biến nhận thức cho tôi tham gia hoạt động cách mạng từ đầu năm 43. Từ đó tôi đã trở thành cán bộ của đảng. Do chế độ hà khắc trong nhà tù thực dân và sức khỏe suy kiệt, đồng chí Tô Hiệu hy sinh ngày 7 tháng 3 năm 1944 tại nhà tù Sơn La. Nhà cách mạng Tô Hiệu đã hy sinh, nhưng tinh thần Tô Hiệu mãi bất diệt. Đại nghĩa lưu phương, tức sự nghiệp lớn, hương thơm còn tỏa mãi như bức đại tự trong nhà lưu niệm của đồng chí. Tất cả những tư tưởng và tinh thần của Tô Hiệu đã truyền lại cho thế hệ ngày hôm nay. Không chỉ là những con đường, những tuyến phố mang tên Tô Hiệu hay là những ngôi trường mang tên Tô Hiệu, mà ở đây lớp lớp cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân và học sinh cũng hết sức là tự hào khi mà họ nhắc đến đồng chí Tô Hiệu trong thời đại Hồ Chí Minh. Thì đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên nỗ lực để thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu thực hiện thành công công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế xã hội, nhân dân có được cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Những di sản đồng chí Tô Hiệu để lại là nguồn lực tinh thần quý báu để khơi dậy các tiềm năng, đưa tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh công nghiệp, thành phố trực thuộc Trung ương.